Chào tháng 11, tháng của những ngày cuối năm. Tháng 11 đến, mùa đông cũng cận kề. Còn 2 tháng nữa là hết năm, bạn vẫn ổn chứ? Mong rằng cả cuộc đời này bạn cố gắng, cả đời được yêu thương. Vào những lúc mệt mỏi nhất, vẫn có người bên cạnh vỗ về bạn. Những năm tháng của tuổi trẻ, có lẽ bạn sẽ rơi vào những câu chuyện tình cảm chẳng mấy tốt đẹp. Vui có, hạnh phúc có, buồn có và đau khổ cũng có. Rồi sẽ có một ngày có người sẵn lòng cùng bạn đi qua những năm tháng và cùng nhau già đi. Hy vọng bản thân luôn kiên cường, mạnh mẽ, luôn đứng vững trước mọi bão giông. Hy vọng cha mẹ luôn khỏe mạnh, bình an, luôn luôn vui vẻ, luôn là chỗ dựa tinh thần vững mạnh và là nơi để bạn trở về, để tâm hồn được bình lặng trở lại sau những ngày mệt nhoài của cuộc sống. Tháng 11 lạnh lắm, đừng cô đơn một mình nữa. Hy vọng rằng những ngày cuối năm trôi qua thật yên bình. Chúc bạn tất cả. Mùa đông là quá lạnh.